Ngày 19 tháng 12 năm 2023, thông tin từ Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa Long An cho biết, đã nhận được đơn đề nghị tạm hoãn chấp hành án phạt tù của ông Lê Tùng Vân, người bị kết án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và hiện đang được tại ngoại ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa. Trong đơn đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, ông Vân cho biết năm nay đã 91 tuổi tây, 92 tuổi ta tuổi già sức yếu, thân mang nhiều bệnh tật kinh niên, tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu mạn, hẹp mạch vành, viêm loét dạ dày vân vân. Ông Vân cũng cho biết thêm trong đơn là nhiều năm nay tôi chỉ có thể nằm trên võng đung đưa, sinh hoạt cá nhân tôi đều phải nhờ người nhà chăm sóc và khẳng định tôi không đủ sức khỏe để đi ở tù. Bên cạnh đó, ông Vân cũng cho rằng mình đang có đơn kêu oan xin xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm được Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên vào ngày 3 tháng 11 năm 2023. Do đó, ông Vân đề nghị tranh án Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa cho kiểm tra, xem xét hoàn cảnh và sức khỏe thực tế của bản thân để ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù theo quy định. Ông Vân cũng đề nghị cho phép các luật sư của mình được thay gửi đơn và thực hiện các yêu cầu trong đơn. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa cho biết hiện đang xem xét đơn đề nghị hoãn chấp hành án và tù của ông Vân. Trước đó, ông Vân cùng một số người đã đến sống tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, rồi đặt tên cho nơi mình sống là Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiên An bên bờ vũ trụ. Ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên phạt tù ông Vân cùng 5 người sinh sống tại đây cáo trạng xác định những người này đã có video bài viết trên mạng xã hội được phân tích giám định và xác định là hành vi phạm tội có tổ chức nhằm thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông trần ngọc thảo pháp danh thích nhật từ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương Ngày 3 tháng 11, phiên phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã giữ nguyên mức án sơ thẩm tuyên y án ông Vân với những người trong vụ án. Trong số này chỉ có ông Vân được tại ngoại. Đến ngày 7 tháng 12, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa ra quyết định thi hành án phạt tù đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại là ông Vân. Giữa lùm xùm đấu tố lai lịch của năm chú tiểu ở tỉnh thất bồng lai từng gây náo loạn mạng xã hội khi tham gia một chương trình giải trí cách đây 3 năm và đạt giải cao cũng được dư luận đặc biệt quan tâm năm đứa trẻ này có pháp danh là pháp tâm trí tâm nghi tâm ngọc tâm và minh tâm tuy nhiên chúng có thực sự là trẻ mồ côi không có quan hệ gì với ông lê tùng vân và những người sống trong tỉnh thất vẫn là một câu hỏi nhức nhối mới đây mạng xã hội đang lan truyền một bản tin tối của đài phát thanh và truyền hình long an liên quan đến lai lịch của năm đứa trẻ này theo đó phóng sự nói rằng năm chú bé đã để lại tiếng vang sau khi tham gia một chương trình giải trí, nhưng đều được giới thiệu là trẻ mồ côi do tịnh thất bồng lai nuôi dưỡng, nên bao năm qua tịnh thất này nhận được rất nhiều tiền tài trợ. Năm chú bé đều được giới thiệu là trẻ mồ côi do tịnh thất nuôi dưỡng, chính vì sống chung nhà nhưng không nhận là mẹ con, cha con, ông cháu nên bao năm qua. Tịnh thất bồng lai nhận được rất nhiều tiền tài trợ từ nhà hảo tâm trong và ngoài nước dành cho những đứa trẻ mang danh mồ côi, đài phát thanh và truyền hình Long An chỉ rõ. Ông Hồ Trường Ca, chủ tịch ủy ban nhân dân xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an sau đó cũng lên tiếng về việc này ông ca xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh cho ba em bé tại tỉnh thất bồng lai gồm một lê thanh mẫu nghi mẹ là lê thanh kỳ duyên hai lê thanh pháp phương mẹ là lê thanh kỳ duyên ba lê thanh minh chiết mẹ là lê thanh huyền trang ba đứa trẻ này lần lượt lấy pháp danh là nghi tâm pháp tâm trí tâm đáng nói hơn mẹ của các bé là lê thanh kỳ duyên và lê thanh huyền trang đều sống trong tịnh thất bồng lai tuy nhiên Danh tính cha của ba đứa trẻ trong giấy khai sinh lại bị bỏ ngỏ, vì vậy đây vẫn là một ẩn số, do đó, 3 phần 5 chú tiểu được xác định không phải trẻ mồ côi như lời giới thiệu của Tịnh Thất Bồng Lai. Những đứa trẻ khác vẫn đang chờ xác minh vì đăng ký khai sinh ở nơi khác, việc cố tình giới thiệu trẻ em nơi đây là trẻ mồ côi có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản. Chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra và xác minh thông tin Tịnh Thất Bồng Lai và ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và có những việc làm trái luân thường đạo lý khác. Phóng sự nêu thêm. Sau một thời gian dài điều tra xác minh, hôm 19 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về tội loạn luân, đây là vụ án kéo dài nhiều năm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ban đầu, cơ quan công an đã khởi tố về ba tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố, truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bắt nguồn từ đâu? Khởi điểm của sự việc Tối ngày 24 tháng 10 năm 2019, một nhóm người đã kéo đến nơi ở của bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960, tự xưng là tịnh Thất Bồng Lai, Thiên An bên bờ vũ trụ, ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, để lục soát tìm con gái là Võ Thị Diễm My và hai bên xảy ra xô xát. Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng theo dõi vào cuộc điều tra. Đến đầu tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân và xem xét củng cố để khởi tố về tội loạn luân. Ngoài ông Vân, thì Lê Thành Hoàn Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thành Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thành Trùng Dương, sinh năm 1995, cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, cũng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Vụ án sau đó được chuyển cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, điều tra theo thẩm quyền. Đến tháng 5 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc là chủ khu đất, nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, thiên am bên bờ vũ trụ. Bà Cúc cũng bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Công an cũng đã thông báo truy tìm đối với Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, để phục vụ công tác điều tra vụ án. Cũng trong tháng 5 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Đến tháng 6 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An có kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, truy tố 6 bị can là Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoán Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trung Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc về cùng tội danh nêu trên. Về tội danh này, cơ quan chức năng xác định, năm 2015, ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân là em gái ông Vân và một số người khác chuyển từ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh về nhà bà Cao Thị Cúc ở huyện Đức Hòa. Bị can Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia, lấy tên là Tịnh Thất Bồng Lai. Vì không được công nhận nên ông Vân đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ông Vân đã phân công nhiệm vụ cho các bị can, viết kịch bản, tập hát, vân vân và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt hành động nơi đây. Từ năm 2019 đến năm 2021, Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân cùng Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương đã lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật bịa đặt để đăng tải 5 video clip một bài viết trên Facebook và Youtube có nội dung xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Nhật Từ, xuyên tạc xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cả 6 bị can đều bị mang tình tiết tăng nặng, vi phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên. Dương bị can trùng dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, vân vân. Đến ngày 21 tháng 7 năm 2022, xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trung Dương cùng mức án là 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. xử phúc thẩm, Tòa đã giữ nguyên bản án nêu trên. Đáng chú ý, cuối tháng 7 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã quyết định tạm đình chỉ điều tra hay hành vi là loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng 5 tháng sau, đơn vị này đã ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13 tháng 10, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, đồng thời ra thông báo tìm những bị hại trong vụ án xảy ra tại đây. Dương tin báo về tội phạm loạn luân, thời điểm đó cơ quan an ninh điều tra vẫn chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét giải quyết. Để có căn cứ giải quyết tố cáo ông Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống tại hộ cao thị cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân, ngày 24 tháng 9 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN đối với 27 người trong đó 17 mẫu của người lớn, 10 mẫu trẻ em tại tỉnh Thất Bồng Lai. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận giám định 5342KLKTHS. Đến nay, công an đã có đủ căn cứ và đã khởi tố bị can Văn thêm tội loạn luân. Cũng liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Long An vẫn đang truy tìm ba luật sư là Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, Đào Kim Lân, 56 tuổi và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Ba người này là luật sư từng bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Văn, công các đồng phạm trong vụ án tịnh thất bồng lay. Việc truy tìm này được thực hiện từ giữa năm 2023 nhưng đến nay chưa có kết quả, ba người này vẫn chưa đến công an Long An làm việc theo giấy triệu tập và không có lý do vắng mặt theo thông báo của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đơn vị này đã phát hiện và báo tin cho công an tỉnh long an về ba người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua video clip những hình ảnh lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ với báo Việt Nam Net, có nghi vấn về việc những đứa trẻ có cùng huyết thống với ông Lê Tùng Vân, nên việc cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý đối với những người vi phạm là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật tiến sĩ Đặng Văn Cường đưa ra phân tích cho rằng trong trường hợp những người trong nhóm của ông Lê Tùng Vân biết rõ có mối quan hệ huyết thống về cùng dòng máu về trực hệ hoặc là anh chị em ruột của nhau nhưng vẫn có hành vi quan hệ tình dục với nhau thì đây là hành vi loạn luân. Theo luật sư, quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ độ tuổi của những người có cùng dòng máu trực hệ hoặc anh chị em ruột quan hệ tình dục với nhau như thế nào. Việc quan hệ tình dục có tự nguyện hay không để từ đó xác định tính tiết loạn luân là định tội danh hay chỉ là tình tiết định khung hình phạt. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tội phạm học cho hay, nếu trong vụ việc tịnh thất bồng lai có hành vi loạn luân thì rõ ràng đây không chỉ là sự đôi bại, vô đạo đức, ảnh hưởng giống nòi, cần lên án mà còn vi phạm nghiêm trọng luật pháp. Ông thì nói, Chúng ta đã tuyên truyền xã hội lên án rất nhiều và pháp luật nghiêm cấm hành vi này từ rất lâu, nên nếu xảy ra ở đây thì rõ ràng đó là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, lạc hậu rất lớn, đi lùi lại văn minh của nhân loại, xã hội và hơn thế, điều này còn thể hiện sự thách thức dư luận. Điều 184 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội loạn luân như sau: Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong đó, những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó người này sinh ra người kia kế tiếp nhau. Khoản 17, điều 3, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân cần phải xác định rõ hành vi giao cấu là thuận tình, không có dấu hiệu dùng vũ lực hoặc cưỡng ép và được thực hiện với người đã đủ 16 tuổi trở lên hay chưa trong trường hợp tuy hành vi giao cấu giữa những người nói trên là thuận tình nhưng nếu hành vi đó được thực hiện đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em điểm C khoản 2 điều 115 bộ luật hình sự 1999 trong trường hợp hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu dùng đe dọa, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác thì tùy trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm, điểm e khoản 2 điều 111 Bộ luật hình sự 1999 hoặc tội hiếp dâm trẻ em, điểm a khoản 2 điều 112 Bộ luật hình sự 1999. Nếu hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu lợi dụng quan hệ lệ thuộc khiến bên kia phải miễn cưỡng cho giao cấu thì tùy trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng dâm, điểm D khoản 2 điều 113 Bộ luật hình sự 1999 hoặc tội cưỡng dâm trẻ em, điểm A khoản 2 điều 114 Bộ luật hình sự 1999. Trong mọi trường hợp hành vi loạn luân được thực hiện đối với trẻ em dưới 13 tuổi thì người thực hiện hành vi loạn luân phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp xâm trẻ em. Chiều ngày 19 tháng 4, công an tỉnh Long An cho biết, hiện vẫn đang truy tìm 3 luật sư là Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Đây là ba luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án liên quan nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai. Theo hồ sơ, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về ba luật sư Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip với những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tin báo trên đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an Long An kiểm tra xác minh theo thẩm quyền, sau đó cảnh sát điều tra đã gửi giấy triệu tập nhiều lần, tuy nhiên ba vị luật sư không đến để làm việc, đồng thời không nêu lý do vắng mặt, hiện công an vẫn đang truy tìm ba luật sư để làm việc. Mới đây, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư thành phố Hồ Chí Minh đối với hai luật sư là Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng vì nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Sáng ngày 19 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân. Bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Trước đó, qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông Lê Tùng Vân, cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Long An thụ lý điều tra. Sau thời gian điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ liên quan đến ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai. Trước đó ngày 3 tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên án phạt bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo đó, Tòa phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.